chúng tôi xin được vinh danh trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được chúc mừng nữ lãnh đạo thạc sĩ giáo dục Vũ Kim Anh, là nhà sáng lập và CEO của Himalaya Health Spa. So congratulations, Master of Education Vũ Kim Anh, Founder and CEO of Himalaya Health Spa. Vâng thưa quý vị, và thạc sĩ giáo dục Vũ Kim Anh hiện là người điều hành của chuỗi cơ sở làm đẹp Himalaya Health Spa. Với 20 năm kinh nghiệm trong ngành trị liệu, chị cùng thương hiệu của mình đã đoạt được hàng loạt những giải thưởng danh giá và sẽ tiếp tục mở rộng thị trường nhằm đem đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng thạc sĩ giáo dục Vũ Kim Anh thưa quý vị.